Ngọc Thơ, Thời Báo chấm đề kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Viettel muốn mua lậu vũ khí từ Mỹ về Việt Nam. Ngày 1 tháng 6, AFA tiếng Việt loan tin chi nhánh Viettel tại Mỹ liên quan đến các vi phạm về buôn bán vũ khí quốc tế. Theo đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 5 đã công bố việc kết thúc giải quyết hành chính với VTA Telecom Corporation, một chi nhánh của Viettel tại Hoa Kỳ, về 6 vi phạm đối với đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí và quy định về buôn bán vũ khí quốc tế ITAR. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn tin từ Văn phòng Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao cho biết, hai phía đạt được thỏa thuận dàn xếp sau khi cơ quan phụ trách kiểm soát việc tuân thủ trong thương vụ quốc phòng thuộc Văn phòng Quân sự Chính trị sự Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành rà soát kỹ lưỡng. Theo thỏa thuận kết thúc giải quyết vụ việc, VTA Telecom Corporation của Viettel bị cấm tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào các hoạt động theo quy định của ITAR trong vòng 3 năm. Thỏa thuận này liên quan đến việc một đại diện của chi nhánh Viettel tại Hoa Kỳ, VTA Telecom Corporation, bị án tù tại Hoa Kỳ về tội buôn bán lậu vũ khí và có hành vi xuất khẩu công nghệ quân sự của Mỹ về Việt Nam vào năm 2016. Theo VOA đưa tin vào tháng 7 năm 2019, vụ việc này được tiết lộ lần đầu tiên trong một bài báo của ký giả Mark Harris đăng hồi tháng 6 năm 2019 trên trang tin OneZero, chuyên về khoa học và công nghệ. Nhà báo Harris cho biết, anh tình cờ phát hiện vụ việc này khi nghiên cứu hồ sơ tòa án về các cuộc điều tra của chính phủ Mỹ nhắm vào đầu tư nước ngoài để mua thiết bị viễn thông của Mỹ. Các văn kiện tòa án nêu tên ông Bùi Quang Huy, phó giám đốc điều hành của VTA Telecom Corporation, là bị đơn trong hồ sơ truy tố của chính phủ liên bang. Những hành vi của ông Huy bắt đầu thu hút sự chú ý của các nhà điều tra liên bang vào năm 2015, VOA cho hay. Ông Huy khởi sự các cuộc thương thảo vào đầu mùa hè năm 2015 để mua một cảm biến chuyển động tinh vi, dùng trong máy bay thương mại và vệ tinh, nhưng cũng dùng trong bơm, tên lửa và ngư lôi. Ông Huy đã báo với nhà sản xuất ở Connecticut rằng món đồ này sẽ được sử dụng ở California, nhưng sau đó thừa nhận nó sẽ được gửi về Việt Nam. Hình ảnh bài trên VOA vào tháng 7 năm 2019. Vào tháng 6 năm 2015, theo hồ sơ tòa án được ký giả Harris phơi bày, ông Huy tiếp cận một công ty ở Florida về việc mua 10 hệ thống theo dõi bằng video. Những hệ thống này được chỉ định là thiết bị quân sự quan trọng, theo quy định của ITAR, do đó chịu những kiểm soát về xuất khẩu nghiêm ngặt. Chính phủ Mỹ tin rằng hệ thống này cuối cùng đã được xuất khẩu mà không có những giấy phép cần thiết. Sau đó vào tháng 8, ông Huy cố gắng mua các cấu phần cơ khí cho một tên lửa từ một công ty thứ ba. Khi mà nhà cung cấp nói với ông rằng thiết bị này cũng được kiểm soát theo ITAR, ông Huy trả lời rằng ông không có thời gian để xin giấy phép xuất khẩu và yêu cầu xóa tên ông và công ty VTA Telecom của ông ra khỏi tất cả các giấy tờ trong thỏa thuận. Vào ngày 25 tháng 10, 2016, ông Huy bị khởi tố tại Tòa án Liên bang, khu vực New Mexico về hai tội danh tìm cách xuất khẩu thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ mà không có giấy phép cần thiết. Ông bị bắt vào tuần sau đó tại California, theo hồ sơ tòa án, VOA cho hay. Kể từ sau vụ này, theo VOA, VTA Telecom đã hợp thức hóa mục đích hiện diện thực sự của mình ở Mỹ bằng cách thuê một công ty vận động hành lang ở Washington để đại diện lợi ích của họ theo đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài FARA. Hồ sơ khai báo vào tháng 9 năm 2017 viết rằng các luật sư sẽ gặp các thành viên của Quốc hội cũng như các bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Bộ Quốc phòng để vận động cho VTA Viettel về các vấn đề liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia của Việt Nam. Điều trớ trêu, theo nhà báo Harris, nếu ông Huy và Viettel tuân thủ đúng luật thì có lẽ giờ họ đã có được các tên lửa hành trình của họ tại Việt Nam. Chưa đầy 2 tuần sau khi ông Huy thực hiện khoản thanh toán bất hợp pháp, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm đề với bản tin Viettel muốn mua lậu vũ khí từ Mỹ về Việt Nam. Con trai riêng bà Phương Hằng gửi đơn tố cáo ông Dũng lò vôi. Theo AFA tiếng Việt đưa tin ngày 30 tháng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã chuyển đơn tố giác ông Huỳnh Uy Dũng, còn gọi là ông Dũng lò vôi, của con trai riêng bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền. Trong đơn tố cáo, người bị hại là ông Nguyễn Quang Tuấn tố giác ông Dũng có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Bên cạnh đó, trong đơn, ông Tuấn cũng đưa ra nhiều dẫn chứng cho thấy ông Dũng đã thúc giục, ủng hộ tinh thần cho bà Phương Hằng thực hiện hành vi sai phạm, hình ảnh báo AFA đưa tin. Theo báo Dân Trí, bà Phương Hằng cùng với đồng phạm đã bị chính quyền buộc tội lợi dụng 12 kênh mạng xã hội livestream để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của nhiều cá nhân. Để cải thiện uy tín và độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Phương Hằng đã mời ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật và giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào những buổi livestream. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, ông Quân đã cùng tương tác và góp phần cổ vũ tinh thần, góp thêm ý chí cho bà. Sau hơn một năm điều tra, vụ án này đến nay vẫn còn đang được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Con trai của bà Phương Hằng, ông Nguyễn Quang Tuấn đã chia sẻ với truyền thông nhà nước rằng dù vụ án này trải qua nhiều kết luận điều tra, nhưng ông Dũng vẫn chưa bị điều tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi của mình. Theo AFA, ông Nguyễn Quang Tuấn còn đề nghị các cơ quan pháp luật Việt Nam ra lệnh phong tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Huỳnh Uy Dũng để bảo đảm quá trình điều tra xử lý vụ việc. Ông Nguyễn Quang Tuấn hồi tháng 4 vừa qua đã khiếu nại với cơ quan chức năng về việc bản thân ông không được trại giam cho phép gặp bà Hằng tại nơi giam giữ, trong khi đó ông Huỳnh Uy Dũng thì lại được. Biện pháp này bị cho là gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của anh em ông Nguyễn Quang Tuấn. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bị tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến nay. Nhà chức trách xác định hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6, nhưng sau đó Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh lại thông báo hoãn. Hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng lúc bị bắt. Trước đó, ông Sĩ Hồng Nam, Phó Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông tin trên tờ VTC News trong ngày 18 tháng 5 rằng nguyên nhân dời ngày xét xử của bà Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam Bình Dương, vì thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch trước đó. Đồng thời, vụ án của bà Hằng có nhiều luật sư tham gia bào chữa nhưng chưa tiếp cận được hồ sơ. Vào ngày 24 tháng 5, truyền thông nhà nước loan tin bà Hằng từ chối 8 luật sư do người thân của bà mời tham gia bào chữa cho bà tại tòa. Chỉ còn một luật sư được bà Hằng đồng ý, đó là Hồ Nguyên Lễ. Đơn từ chối luật sư của bà Hằng được gửi từ trại giam Chí Hòa ngày 17 tháng 5. Sau khi xem xét, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo cho các luật sư biết về phiên tòa sắp tới. Được biết, các luật sư này đều do người thân của bà mời. Theo khoản 2 điều 331 Bộ Luật Hình sự hiện hành quy định khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù đối với tội này. Năm ngoái, 7 tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và 79 trí thức đồng soạn thảo một kiến nghị yêu cầu bãi bỏ 3 điều luật trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, trong đó có điều 331 vì cho rằng nó quá mơ hồ và kết tội bừa bãi người dân. Điều 331 là điều khoản mà nhà nước Cộng sản thường sử dụng để đàn áp người bất đồng chính kiến. Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng là vụ đầu tiên mà điều khoản này được áp dụng trong một vụ án dân sự. Điều này cho thấy nhà cầm quyền đang ngày càng mở rộng phạm vi hình sự hóa các mối quan hệ dân sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đề với bản tin Con trai riêng bà Phương Hằng gửi tố cáo ông Dũng lò vôi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm đề.